chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh Bóng Đá 365. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận được những tin tức mới hấp dẫn được kênh Bóng Đá 365 cập nhật mỗi ngày. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với chuyên mục những tin tức mới nhất về cầu thủ Công Phượng. Xin thuy đoan Lomem, Công Phượng đá chính, kết quả bất ngờ. Trận giao hữu thứ 8 của Sintidon trong mùa hè 2019 đó là cuộc tiếp đón Lomem trên sân nhà. Trước đó đội bóng của Công Phượng giành chiến thắng 4-2 trước Sân. Trận này Sintidon có lợi thế sân nhà và hơn nữa đối thủ Lomem hiện chỉ đang thi đấu ở First Division B tương đương với giải hạng 2 của Bỉ. Và trước đối thủ dưới cờ tiền đạo tân binh Nguyễn Công Phượng được trao cơ hội đá chính ngay từ đầu, nên nhớ rằng Công Phượng chỉ vừa mới gia nhập Sintidon và có một vài buổi tập cùng với đội bóng. Do vậy, hiệp đầu tiên Công Phượng chưa thể hiện được nhiều, còn Sintidon thì có một hiệp đấu không đúng sức. Trong hiệp 1, Lomem bất ngờ có tới 2 bàn thắng với tình huống mở tỷ số của Vasi Baras và quả đá phạt thành bàn của Hendrik. Những bàn thua của Sintidon VV phải dốc sức tấn công trong hiệp 2 và đội chủ nhà cũng có bàn rút ngắn tỷ số nhờ công của tiền đạo chủ lực Johan Poli. Tuy nhiên, Sintidon đã không thể lật được thế cờ và đội chấp nhận thất bại 1-2. Đây chính là trận giao hữu cuối cùng của Sintidon trước khi bắt đầu mùa giải First Division 2019-2020 đối với đối thủ là Rojan Isen, Mosron Berdiquen vào ngày 28 tháng 7, cũng trên sân nhà. Công Phượng vừa qua kiểm tra y tế, ký kết hợp đồng với Sintidon. Quý vị và các bạn thân mến, tiền đạo Công Phượng đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế để ký kết hợp đồng chính thức với Sintidon VV, sẵn sàng ra mắt đội bóng mới ở trận giao hữu ngày 18 tháng 7. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thông báo, theo thông tin chính thức từ ban lãnh đạo câu lạc bộ Sintidon VV, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã vượt qua buổi kiểm tra y tế vào chiều ngày hôm qua, ngày 16 tháng 7. Sáng ngày 17 tháng 7 theo giờ địa phương, câu lạc bộ Sintidon VV chính thức ký hợp đồng với Công Phượng. Sintidon VV sẽ công bố bản hợp đồng trong ngày. Xin chúc mừng Công Phượng và Sintidon thi đấu thành công mùa giải Pro Jubilee năm 2019 và 2020. Trước khi kiểm tra y tế, Công Phượng cũng đã có buổi tập làm quen với các đồng đội ở Sintidon. Trong buổi thi đấu đối kháng mới nhất, Công Phượng số 15 đã gây ấn tượng với hàng loạt pha xử lý, rê bóng khéo léo nhưng cũng có một tình huống ngã sắp mặt. Công Phượng đầu quân cho Sintidon với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn là 1 năm từ Hoàng Anh Gia Lai, mức lương và phí chuyển nhượng không được tiết lộ. Tuy nhiên, Bầu Đức khẳng định lương của Công Phượng bằng cả năm cộng lại của các cầu thủ đang chơi ở Việt League. Ở đội bóng mới, tiền đạo người Nghệ An khoác áo số 15. Đây chính là lần thứ 3 Công Phượng xuất ngoại. Trước đó tiền đạo người Nghệ An đã sang Nhật Bản và Hàn Quốc nhưng thi đấu không thành công. Cổ động viên Việt Nam đang hy vọng Công Phượng được tung vào thử sức trong trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải mới của Sintidon gặp đội bóng hạng nhì Lomem United vào lúc 0 giờ ngày 18 tháng 7. Sau trận đấu đó, Sintidon VV đã vào mở màn mùa giải mới Jubilee Pro League với Rojan Isen, Mosron trên sân nhà vào lúc 1 giờ ngày 28 tháng 7. Công Phượng tiếp tục ghi điểm tại câu lạc bộ Sintidon VV. Quý vị và các bạn thân mến, một tuần sau khi gia nhập câu lạc bộ Sintidon VV, tiền đạo Công Phượng đã giúp cho fanpage STVV của đội bóng nhận được lượng người theo dõi và tương tác kỷ lục. Ngay khi Công Phượng đặt chân đến Bỉ, fanpage STVV của câu lạc bộ Sintidon đã đăng tấm ảnh chụp em kèm dòng trạng thái tạm dịch là nhìn xem ai đang ở Bỉ này và gắn cả fanpage chính thức của tiền đạo người Nghệ An. Khá bất ngờ, lượt thích và theo dõi fanpage của STVV tăng hơn 20.000 lượt chỉ vài ngày sau khi bức ảnh của Công Phượng xuất hiện. Điều này đã nói lên sức hút vô cùng khủng khiếp của tiền đạo Công Phượng tại Việt Nam. Bức ảnh chụp hình Công Phượng có mặt tại Bỉ nhận được hơn 8.500 lượt thích, hơn 1.400 lượt bình luận và gần 500 lượt chia sẻ. Một album ảnh của STVV thắng Sân 4-2 vào ngày 14 tháng 7 có sự xuất hiện của Công Phượng cũng nhận được gần 6.000 lượt thích, hơn 700 lượt bình luận và hơn 200 lượt chia sẻ. Một sự tương tác vô cùng tích cực của các fan Công Phượng nói lên sự cuồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá Việt Nam dành cho cựu tiền đạo của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Theo Vincenzo Mostian, phóng viên kiêm người quản lý fanpage STVV, tỏ ra ngỡ ngàng với sức hút của Công Phượng. Mọi thứ rất khó tin, nhưng chúng tôi rất vui vì có được một cầu thủ như Công Phượng. Tôi cũng rất ngạc nhiên vì fanpage của cậu ấy có tới 2 triệu lượt theo dõi, Mostian chia sẻ. Fanpage của STVV được thành lập vào ngày 20 tháng 12 năm 2008 đến tháng 6 năm 2019. Số lượt theo dõi trang chỉ đạt sắp xỉ là 30.000 lượt. Tính từ ngày 13 tháng 7 đến hiện nay, fanpage đã có hơn 56.000 lượt theo dõi, tăng gấp đôi. Rất khó tin nhưng là sự thật, Mostian cho hay.
Hiệu ứng hình ảnh từ Công Phượng đã giúp cho STVV thu về những con số ấn tượng trên trang mạng xã hội Facebook. Sự gia tăng lượt theo dõi sau 3 ngày bằng hơn 10 năm trước cộng lại. Ít ngày có mặt tại đội bóng mới, Công Phượng hiện đang tích cực tập luyện và tranh thủ gây ấn tượng huấn luyện viên trưởng Rice để có suất đá chính trong màu áo câu lạc bộ Sintidon. Ở Sintidon, Công Phượng sẽ cạnh tranh với chân sút trị giá 2,7 triệu euro người bờ biển Nga Johan Boli, đội trưởng Jordan Botaka, nước Congo, có giá là 1,35 triệu, gia nhập từ năm 2017, tiền đạo Duncan Nason, người Pháp, đến năm 2018, có giá là 315.000 euro. Kosuke Kidoshita, người Nhật, mới đến với giá là 315.000 euro. Walker Johnson, người Bỉ, mới đến với giá là 225.000 euro. Những chân sút hàng đầu của đội bóng này ở thời điểm hiện tại. Trong số này, Johan Boli, tuyển thủ quốc gia bờ biển Nga, là đẳng cấp nhất. Anh đã ghi được 12 bàn mùa trước và là chân sút số 2 của đội bóng sau Kamaya Daichi đã trở về Eintracht Frankfurt. Bốn hảo thủ nói trên ngoài ưu điểm về mặt kinh nghiệm và thể lực còn sở hữu thể hình khá tốt, trong khi Công Phượng chưa bao giờ được đánh giá cao về mặt thể lực và thể hình luôn là hạn chế lớn của cầu thủ này. Với môi trường bóng đá hiện đại như châu Âu, hiếm khi nào các huấn luyện viên trưởng sử dụng những cầu thủ nhỏ con đá trung phong, do đó theo giới chuyên môn đều được câu lạc bộ Sintidon sử dụng. Nhiều khả năng Công Phượng sẽ đá hậu công, tức đá sau ngay hai tiền đạo của đội bóng này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Để thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận được những tin tức mới hấp dẫn được kênh bóng đá 365 cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.